Thường thường người trẻ đó, nó đụng một cái gì đó, nó chịu không nổi, là nó có khuynh hướng stress, depress, rất là nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà mình là người lớn ra khác, là tại vì mình đã sống từ cái cảnh khổ mình sống lên. Các con mình bây giờ ở đây đa số là sống từ cả trời nó sống xuống, mà mình là sống từ địa ngục mình sống lên. Cho nên cái gì mình cũng có thể lướt được, nhận được, vượt qua được. Còn nó không có. Từ nhỏ tới lớn có bao giờ nó biết thiếu mặc đâu, có bao giờ nó biết thiếu ăn đâu. Nó muốn cái gì là mình cho nó ấy. Thậm chí mình dẫn nó đi ra chợ, nó muốn món đó là mình mua. Thành thử ra đời sống của nó rất sung túc. Mà chính sung túc như vậy, nó ít khi nào nó bị một cái sốc là người ta phản lại nó, người ta từ chối nó. Cho nên nó bị một cái nó chịu không nổi. Nó chịu không nổi. Còn mình là bị quá trời rồi. Đi vượt biên cũng bị gạt. Làm chùa cũng bị gạt. Xây nhà cũng bị gạt. Mình bị gạt nhiều quá rồi. Cho nên kinh nghiệm thương đau cũng nhiều. Cho nên mà mai mốt ai quẹt mình sơ sơ, tôi bị trầy, tôi bị xước, tôi bị đứt còn chưa sao. Thì mình thông cảm. Cho nên mình nhìn cái môi trường sống của con mình bây giờ và môi trường của mình ngày xưa, mình thông cảm được nó. Mình không có trách nó tại sao nó như vậy. Tại vì nó là ở trong một cái môi trường khác với mình. Thì nhìn như vậy được gọi là quán, là thiền. Cho nên tu thiền dễ lắm. Bất cứ việc gì trong cuộc sống chúng ta vẫn có thể vận dụng được. Vẫn có thể vận dụng được bằng cái tư duy quán chiếu của mình. Chứ không có sao hết. Cho nên Pháp Hòa hay nói với mấy đứa nhỏ đó. Ở nước Mỹ á, đi đâu cũng ra freeway. Quẹo lộn cái exit một cái thôi. Không sao. Kiếm đường khác quẹo ra. Thì Pháp Hòa hay nói, there is no way. Mình gọi là the end of the world. Không bao giờ có việc là mình bị cái này, mình phải hướng cái tâm mình chỗ khác. Để làm sao? Để cái tâm trí mình nó tích cực. Và Pháp Hòa hay dùng cái từ là move on. Không? Chứ mình không có give up. Đa số thì tuổi trẻ hay give up dễ dàng. Cho nên á, mình chỉ cho các em nó hướng cái tâm. Pháp Hòa ví dụ, ở chùa mỗi lần ăn pizza đó, thì cái đuôi bánh mì sao nó không có cheese, nó hay dục. Pháp Hòa mới nói còn pha miếng nước tương ớt còn chấm ngon lắm. Bánh mì. Phải không? Rồi, nếu mà lỡ á, bánh mì bị khô đó, mà mình ăn cháo đó, mình có thể bẻ nhỏ mình để vô. Thì Pháp Hòa nói hồi nhỏ lúc thầy nghèo á, nước mì gói là ăn mì xong chừa miếng nước lại, múc miếng cơm nguội để vô ăn. Nít đây nó đâu biết mấy món đó, nó đâu có biết mấy cái món cao lương mỹ vị cực kỳ ngon đó. Thì mình nói với nó, ý Pháp Hòa chỉ muốn nói, thầy chỉ muốn nói với mấy đứa là cái cách mình sống. Khi mình ở một cái hoàn cảnh miếng bánh mì khô, mình phải làm gì như miếng bánh mì đó chứ không có. Gặp những lúc mình đói, mình giải quyết làm sao đây? Ví dụ bánh mì khô, mình làm bánh mì hấp. Ở đây có ai ăn bánh mì hấp không? À. Thành thử ra Pháp Hòa mới nói, không phải mình qua xứ này rồi, mình dư ăn dư để rồi mình dục. Mà mình vẫn tập sống như vậy để mình rơi vào một hoàn cảnh nào, mình sống ra làm sao. Và lỡ mình bây giờ nhiều lúc đó, mình đi đường mình gặp một sự cố, mình phải giải quyết sự việc này như thế nào. Pháp Hòa hay nói chuyện với các thầy trẻ bằng cách đó. Và thậm chí ngay lúc đó, việc mà nó đến như vậy, cái cách Pháp Hòa giải quyết như thế nào, xong và đùa với mấy chú. Pháp Hòa nói you see. Nhiều lúc á, Pháp Hòa cúng hình người thờ chết ở chùa, hàng ngàn hình chứ đó. Mà Pháp Hòa nhớ ai tên gì nằm đâu hết. Mỗi lần mấy chú đứng cả buổi chờ và đi ngang, con kiếm ai? Chỉ ngay Pháp. Cái chú nhìn mình, I know you wonder right. Con biết tại sao không? Pháp Hòa đùa, Your master C-Mark. Nhưng mà Pháp Hòa mới chọc mấy chú. Khi tâm con không để ý chuyện khác, hàng ngày con chỉ
đưa tâm mình vô một việc nào, con không có quên. Pháp Hòa còn nói đùa nữa, they are my old members. Thầy đi cúng cho bác này 20 năm trước, bây giờ bác này cúng giỗ năm thứ 20, thầy vẫn biết bác ở đâu. Con cháu bác lên thầy biết hết. Bữa vừa rồi dời cốt đi kiếm hũ cốt má tôi đâu. Và nói ông kiếm má đây, má đây. Lâu quá ông lên quên cốt gì. Vậy thì thưa đại chúng, Pháp Hòa thưa vậy để rồi đại chúng thấy, có nhiều vị sẽ nói thôi tôi không tu thiền được đâu. Quý vị ngồi thiền là một hình thức, nhưng mà mình phải làm sao vận dụng cái tham thiền của mình á, chữ tham cứu, nghiên cứu để thấy thiền trong cuộc sống. Để thấy thiền trong cuộc sống, bất cứ cái nào mình cũng có thể mình uyển chuyển được. Có nhiều lúc đi lên làm lễ thì thường thường một cái buổi lễ đông như vậy đó, là mình là người phụ lễ đó, là mình phải nhớ là các thầy chủ lễ lên đứng thì mình phải chuẩn bị microphone, rồi bắt đầu buổi lễ là có dân hương thì mình phải chuẩn bị hương. Có nhiều lúc lên đứng không ông nào nhớ làm gì hết trơn, Pháp Hòa đứng luôn, Pháp Hòa không nói, để coi chừng nào tỉnh. Thật ra mình không phải là mình ghét bỏ, nhưng mà phải có những giây phút đó mới nhớ. Có nhiều lúc cầm cái hương lên nguyện rồi mà không đưa máy microphone, mà thậm chí microphone nằm ngay trước đó, mà ổng cũng nói trời nói đất, Pháp Hòa cũng tụng không có microphone luôn. Nhiều lúc một cái bao rác để trước cửa vậy, hỏi đây vậy gì con, dạ bao rác. Vậy thôi hả? Vậy là con thiền có phần nữa. Con thấy được bao rác, nhưng mà thiền nó nói cho con biết bao rác này cần làm gì. Cho nên Pháp Hòa nói chuyện với mấy bạn Mỹ, mấy người Mỹ, mấy em trẻ đó, cái chánh niệm của thiền quán là vậy. Mắt thấy, tai nghe, tim nó làm việc. Cái này nó phải làm với, nó làm việc với trái tim, lỗ tai nó phải làm việc với tim. Nghe một người là đau quá nghe, nhưng mà trái tim mình không nói, mình biết chạy vô coi có chuyện gì. Có nhiều khi mình biết vợ mình bệnh trong phòng á, biết, nhưng mà trái tim này nó không có nhúc nhích nữa. Đi vô coi bà có cần gì không. Quý vị thấy không, thành thử ra chỉ cần nhiêu đó thôi. Thành thử trong cuộc sống mình mà có tham thiền, có sống thiền thôi, tự nhiên cuộc sống nó trở nên tươi mát, và mình xung quanh mình bao nhiêu người người ta hạnh phúc. Và sáng Pháp Hòa có đi tới thăm một gia đình, thì Pháp Hòa thấy mấy em nhỏ nó hơi nghịch, nó hơi khó, nó hơi cứng đầu. Thì Pháp Hòa tụng kinh ngắn một chút, thì Pháp Hòa mới ngồi xuống với đứa con trong nhà và nắm tay nó và nói, hồi nãy thầy bước vô đây á, thầy nhận ra được con có nhiều cái positive trong người lắm, nhưng mà con cần có người hướng dẫn để con cultivate, phát triển cái đó lên. Thật ra mình đâu thầy bói thầy tướng gì đâu, nhưng mà không nói vậy sao nó chịu ngồi nó nghe. Vận dụng cơ hội, nếu một lời nào nói mình đổ cho nó được 5 phút 10 phút cũng không từ chối. Đổ ba má nó chuyện nhỏ rồi, nhưng mà đổ nó mới khó. Kêu nó xuống mà ngồi đó mà quỳ mà lại đâu phải dễ đâu. Thành thử ra mình mà tụng dài đó, một lần này thôi là không bao giờ nó sẽ see you nữa. Cho nên nếu muốn nó see you nữa thì mình phải see nhanh với Phật. Phật cho con tụng ngắn ngắn thôi, con phải làm việc với mấy đứa nhỏ. Quý vị hiểu ý mà nói, tham thiền. Mình là cái người làm lễ, không phải mình tụng từ 1 tới 10 mới gọi là tụng đủ, mà mình phải quán chiếu cái cơ mà ngồi đây là người có thể quỳ như vậy lâu hay là cần nói chuyện với họ. Có nhiều khi một cái đám cưới, đa phần đám cưới mà vô làm lễ là Pháp Hòa tụng ít lắm. Thời gian Pháp Hòa dùng rồi giảng, nói ý nghĩa chiếc nhẫn,
nói ý nghĩa mà tại sao chúng ta có cái lễ hằng thuận này. Quan trọng là cái đó. Còn nếu như mà mình tụng dài, thật là dài, để rồi gọi là một buổi lễ, người ngồi dự cũng chán nữa chứ đừng nói là nó. Chứ quan trọng mà giảng á, cũng giảng chừng mực thôi. Thấy nó hơi lim dim là biết rồi đó, nó muốn sắp nhập định thăm thiền. Cho nên rồi ngay trong khi mình giảng cũng phải thăm thiền, để nhìn xuống coi người ta có đang nghe mình nói không, hay là ở dưới đang nhắm mắt gật gù khen thầy giảng hay quá. Chưa kịp nói là tôi hiểu ý muốn nói gì, tôi gật đầu tôi khen hết. Vậy thì quý vị thấy á, đạo Phật dạy tu cái gì? Tu thiền. Mà cái chữ thiền Pháp Hòa muốn nói á, là không bao giờ Pháp Hòa có ý muốn phân biệt pháp thiền, pháp tịnh, pháp gì hết. Mà cái Pháp Hòa chỉ muốn nói là làm sao mình ứng dụng được cái chánh niệm của mình mỗi giây phút từng việc trong cuộc sống. Vì cái đó là mục đích chính của đạo Phật. Mình tụng kinh cũng không ngoài cái chuyện là đưa tâm mình trở về với chánh niệm. Mình làm bất cứ việc gì trong cái cách thức mình làm của đạo Phật, không ngoài một cái việc là đưa tâm mình trở về. Hồi nãy đại chúng có thấy Pháp Hòa cầm cái bông Pháp Hòa rải rải nước không? Quý vị biết cái lễ đó kêu lễ gì không? Lễ đó trong nhà Phật gọi là lễ sái tịnh. Sái là mình rải, rắc. Tịnh là sạch. Đó là một ý niệm. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như là cái tượng Phật. Khi mà người ta làm ra cái tượng Phật, trong quá trình làm tượng á, có bụi bám, thậm chí nó leo lên trên Phật, nó đục, nó đẻo. Mình thì quỳ mở với dưới đất, mình lại quá trời quá đất. Nhưng mà khi cái quá trình nó làm tượng Phật thì đâu thể vậy được. Nó buộc lòng nó phải bắt cái ghế, cái thang, nó leo ngang bằng với Phật. Thậm chí nó leo cái cổ Phật, nó câu sao vậy nè. Nó ngồi nó đục mới được, nó làm mới đẹp. Phải vậy không? Rồi, thì mình có cái tâm lý là cái tượng đó nó chưa có được cái lễ gì để gọi là thanh tịnh để mình lại hết. Cho nên lấy cái ý nghĩa cái lễ, lấy cái ly nước với cái hoa làm cái lễ sái tịnh. Sái là rảy cái nước lên. Nhưng mà thật sự trước khi sái đó phải chùi. Ở dưới này lấy khăn chùi rồi, trên kia chỉ lễ thôi, chứ đừng nguyên nguyên cái tượng bụi không về biểu rắc. Rắc cả tháng nó chưa hết bụi nữa. Lao trước. Cũng giống như cô dâu mà làm mặt sẵn hết rồi, chỉ cần ra cho chú rể dở mặt lên cái thôi. Là hợp thức quá rồi đó. Vô trước đó cô phải bới tóc làm mặt đồ đàng hoàng á. Thì cái ý nghĩa sái tịnh là mình đem cái tâm của mình đến với bức tượng này, gia trì vô trong đó, thì tự nhiên người ta cảm thấy bức tượng này bây giờ có cái sự màu nhiệm trong đó. Người ta thường gọi cái từ là khai quang điểm nhãn. Phật á, phải là người khai quang cho mình. Phật phải là cái người mở mắt cho mình, chứ mình đâu có đủ khả năng khai quang điểm nhãn cho Phật. Cho nên mình dùng cái từ khai quang điểm nhãn là chưa chuẩn. Phật khai quang điểm nhãn cho mình. An vị nghĩa là mình tìm một cái vị trí nào trong nhà đó tốt nhất, trang nghiêm nhất, mình thỉnh Phật về, mình an vào cái vị trí đó, gọi là lễ an vị Phật. Nhưng mà cái giây phút an vị Phật đó cũng là giây phút mình an vị Phật ở trong tâm mình. Mình hay nói Phật tại tâm nữa. Vậy thì khi mình Phật tại tâm, mình an vị Phật ở trong tâm này rồi, nhưng mà không có hình tướng gì để cho ta biết có an vị Phật hết á, cho nên mới làm thêm cái tượng Phật nhỏ nhỏ cho đeo. Vậy thì cái Phật mình đeo vô trên cái cổ mình đó, không phải là để Phật phù hộ mình, mà để nhắc nhở mình là Phật đang an ở trong thân tâm của mình.
Phật đang ở trong thân tâm mình bằng cái hình thức làm cái hình Phật cho mình đeo đấy. Rồi có nhiều vị nói không được, đeo vậy rồi đi vô trong nhà vệ sinh á, ô uế Phật, tội. Bằng cách nào để hết tội? Mở miệng ra đưa cái tượng đó vô miệng ngậm. Trời ơi, Phật mà la làng được, Phật nói I'd rather stay outside. Trời đất ơi, ở trong cái phòng này mà nó có hôi cỡ nào tao còn thở nổi. Mi sợ ta gửi cái mùi ở ngoài, mi đưa ta gửi ở bên trong. Có nhiều người hả miệng để Phật vô. Rồi có nhiều người tháo Phật ra, sợ hôi nó tháo ra, nhét vô cái quần. Quý vị thấy không? Rồi hoặc là mình để bên ngoài, mình để đâu đó, tới hồi điên, hồi ra cái quên đeo vô. Rồi lúc đó nói Phật không linh. Tôi đeo Phật, Phật không linh, phù hộ gì hết trơn. Cho nên đeo cái đó là một biểu tượng đồng ý Phật tại tâm. Nhưng mà con người mình á, không thể nói lý mà không nói sự, không phải nói tánh mà không nói tướng. Cho nên phải có nói tướng là lấy cái biểu tượng Phật đeo đây. Đeo đây chưa đủ phải không? Đem Phật ra xe treo nữa. Đem Phật ra xe treo nữa với cái ý nghĩa là lái xe cẩn thận nghe con. Mỗi lần mà con over speed, con chạy nhanh, Phật cũng lắc dữ lắm phải không? Con thấy mà Phật lắc là con biết là con đang over speed đó. Trời ơi, cho nên ông Phật cũng khổ với mình lắm chứ. Chứ đâu phải mình treo vậy rồi mình không có bị tai nạn xe đâu. Quý vị bữa nào mà đụng xe thiệt nặng lại ngườm ngó, chà, chỗ xe Phật treo cũng dữ ha. Đâu phải treo cái đó Phật phù hộ. Nhưng mình treo đó là sự nhắc nhở. Nhắc nhở là mình lái xe phải cẩn thận. Mình luôn luôn có Phật. Phật là tỉnh, là giác ngộ. Pháp Hòa nói như vậy đó. Khi ai muốn treo Phật vô xe, mình nói cho nghe. Ai muốn đeo Phật vô đây, mình nói Phật nghe. Ai muốn thỉnh Phật an vị, mình nói ý nghĩa lễ an vị Phật cho nghe. Họ nghe, họ hiểu rồi. Mở mắt không? Mở tâm không? Rồi, vậy gọi là khai quang điểm nhãn rồi. Như vậy là khai quang điểm nhãn cho người đương sự. Anh thỉnh tôi, anh thỉnh thầy tới, thầy khai quang điểm nhãn cho anh là cái người thờ Phật. Anh phải hiểu ý nghĩa thờ như thế nào, đeo Phật trong cổ như thế nào, treo Phật trong xe như thế nào, chứ không phải anh treo cái đó Phật phù hộ. Phật phù hộ anh nghĩa là Phật nhắc anh đó. Anh thấy mà Phật lắc chừng nào là anh biết là anh đang chạy nhanh dữ lắm đó. Cho nên Phật chịu khó nhảy đầm để Phật cho biết. Mà hễ mà anh không cẩn thận nữa là anh bị tức kịch là đừng có trách Phật. Hồi nãy Phật lắc quá trời, Phật nói anh rồi, slow down. Nhưng mà quý vị thấy là nhà Phật nói tánh, nói tướng, nói lý, nói sự, nói huệ, nói phước, nói đủ để làm chi? Nó mới viên dung. Nó mới viên dung. Thí dụ như hôm qua Pháp Hòa có ví dụ. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn nói hai phần lý sự. Nếu mà nói rằng đũa để gấp thì tại sao không chuốt nó ngang chân hết trơn đi, chi mà cái đầu nhỏ trên đầu lớn dưới. Để quy định đầu nhỏ là gấp, đầu lớn là cầm. Để chi? Để nó cùng một hướng mà nó không lạc hướng. Nếu nó vuông hết trơn thì mình ăn đầu nào cũng được. Còn khi quy định như vậy thì không ai ăn khác hơn. Cuộc sống cũng phải thế. Nếu nói là con người là bình đẳng, đấy, mình là bình đẳng, vậy thì tại sao mình phải gọi người đó bằng bác, mình xưng bằng con, người đó bằng chú, bằng anh, bằng chị, để nó có cái sự tôn ti, tôn kính. Nhưng mà thể tánh là giống nhau. Nhưng mà nếu mà nói là thể tánh giống nhau rồi bất cần cái tướng thể là xã hội nảy loạn. Cho nên thấu đáo được lẽ đó là tham thiền. Thiền là dừng lại. Mục đích đầu tiên là dừng lại là tu chỉ,
dừng trước khi mình làm, quán sâu trước khi mình nói. Cho nên á, bất cứ việc làm gì của chúng ta có cái dừng, có cái nhìn kỹ thì chúng ta sẽ đỡ lắm. Ngồi thiền mỗi tối giúp cho tâm tĩnh. Một khi tâm mà tĩnh rồi đó thì đủ khả năng sống bằng cái đạo lý tham thiền trong cuộc sống hàng ngày. Có nhiều khi mình, quý vị có nhớ trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát nào muốn nói với một Bồ Tát Địa Tạng, ngó ngoái lại ngài Địa Tạng mới thưa. Không biết quý vị có nhớ một câu đó trong kinh Địa Tạng, ngó ngoái lại tức là nhìn xoay lại ngài Địa Tạng mà nói. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, mình nói ai gì, mình làm gì, mình phải ngó trước ngó sau. Nói phải biết người đó là ai để mình nói cho nó có trật tự, có tôn ti. Rồi khi mà nói gì, nay tôi nương sức oai thần của Phật, nương sức oai thần của Bồ Tát đó mà lên tới chỗ này để nói việc đó. Tại sao các vị Bồ Tát đều nói là nương oai thần của nhau? Để nhắc nhở chúng ta một đạo lý sống. Mình có giỏi cỡ nào nhưng mà phải cần cái sự support, cái sự nâng đỡ, cái sự hỗ trì của người khác. Mà đừng bao giờ tự nói là tôi lên đây làm việc đó một mình. Thí dụ như hôm nay anh chị tổ chức bữa cơm như thế này, mời đại chúng quý thầy tới an vị Phật và làm lễ. Nếu mà không có mỗi người một tay thì làm sao mà làm được. Cho nên hồi nãy giờ, từ chiều giờ là oai thần của mỗi người. Lát nữa xong rồi mỗi người xếp cái ghế lại, có cái gia chủ đỡ. Hồi nãy xong rồi thấy cái oai lực của mỗi người. Cho nên trong kinh đó, nói những cái ý đó, nói những cái hình ảnh đó là cái sự, để rồi chúng ta nhận ra được cái đạo lý để chúng ta sống. Thì qua cái câu hỏi của cô, mình tham thiền, thì Pháp Hòa muốn nói thêm để cho đại chúng hiểu được cái cách mà thực tập trong đạo Phật là làm sao chúng ta đủ cái định tĩnh, chúng ta nhìn quán mọi sự mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Việc gì nó đến, chúng ta có thể nhẹ nhàng tiếp nhận và chuyển hóa nó. Nhìn sâu nó rồi, biết nó là như thế nào rồi, chuyển hóa nó, hướng nó đi một cái chỗ hay hơn. Pháp Hòa ví dụ như mình làm cái đó hư, cũng không có cần phải bỏ nó, mình có thể biến nó thành cái khác. Mình biến nó thành một cái khác. Hỏi Việt Nam á, mấy cái chuông bể này nè, chuông mà bị lỡ bị bể vậy nè, hay là mấy cái bình bát á, lỡ mà nó bị bể đó, các nghề các vị cũng đừng, hay là nó nứt, người ta đâu có bỏ đâu. Ta lấy dây kẽm ta ràng. Ta ràng lại cái người ta làm ra được cái chậu chân trồng hoa. Rồi đôi khi người ta thấy nó đẹp đẹp, ta làm cái bát hương để cắm hương. Có một lần đó, có một cái bức tượng này bị bể y chang vậy, thì gãy như này. Thì thay vì mình không biết là mình đem mình cất tủ mình bỏ không, thì cái cô này cũng mới ra chợ á, cô mua cái chậu trắng trắng cao cao, cái cô mua mấy cái viên bi đủ các màu để mà chân hoa đó, cô để ngài vô cho giữa đó, cái đổ bi lên, rồi cái họ cổ thêm thắt vài cái hoa giả, cái thành ra Đức Quan Âm đứng trong một cái đài đẹp như vậy, đâu cần bỏ đó. Ở trong cuộc sống của chúng ta đó, khi mà chúng ta đủ định tĩnh thiền quán thì chúng ta thấy việc gì chúng ta cũng có thể chuyển nó, chuyển hóa nó được hết. Mấy bà cụ hay lên nói trời ơi thầy ơi, lúc này tôi lãng tai, tôi điếc lắm. Pháp Hòa nói nhờ vậy bác sống không phiền não hết, không ai nói gì nói, không còn nghe ngóng gì nữa. Không, cho nên cái gì mình cũng có thể. Mình còn thấy là mình còn bực, còn không thấy thì khỏi lo. Thấy không? Ở đây có một bà cụ năm nay 86 tuổi,
Một ngày buổi sáng không niệm 30.000 câu niệm Phật, từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa niệm 30.000 câu A Di Đà Phật. Bà mới nói với Pháp Hòa, bà nói năm nay con 86 tuổi rồi, không có muốn con ca mình, không muốn bận chuyện bận tâm rồi la rầy con cái. Con cái lớn nó muốn làm gì làm, trừ khi nào nó làm điều ác thì con lên tiếng con khuyên can. Còn những cái chuyện lặt vặt trong nhà, chẳng hạn như nó muốn moi gạch lên, nó lót gạch khác, nó muốn thay thảm, nó muốn sơn nhà, mấy cái đó không có sao hết. Nó có tiền, nó muốn sửa nhà, nó ở, nó làm gì làm, có tội lỗi gì. Còn khi nào nó làm điều gì sai quấy, con lên tiếng nói. Còn không, không bận tâm. Thờ Phật á, thờ cũng đơn giản thôi. Bởi bà nói sao, con á, bây giờ mà con mà sắm bằng Phật mà thiệt là trang nghiêm mà đẹp, thật là đẹp, tốn biết bao nhiêu tiền vô đó, con sợ nữa con chết con lưu luyến con không đi. Làm đơn giản. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng cái ý của bà. Thì Pháp Hòa mới nói bà cụ á, tuy lớn tuổi vậy đó, tu hành như vậy, lâu lâu bà nói những câu nói cũng như khai thị cho mình. Chữ khai là mở, chữ thị là chỉ, thị là chỉ. Khai là mở, mở cái đó ra chỉ cho người ta thấy. Cho nên trong cuộc sống này nhiều đứa con nít nó nói một câu nói mà nó khai thị cho mình á. Nó nói câu nói mà nó khai thị á. Thì bà cụ á là lãng tai. Cho bà nói, tôi giờ khỏe lắm. Tôi thấy ai nói gì cười cái tôi cười theo à. Tôi không có cần biết họ nói gì hết trơn, mà sống rất là hồn nhiên, rất là bình thường. Tại vì lãng tai chứ không nghe gì hết. Mà không nghe là không giận. Cho nên nhiều khi mình không thấy, không nghe. Quý vị có thấy cái bộ đó không? Cái bộ mà hay bán ngoài chợ đó, bịt miệng, bịt tai, bịt mắt. Rồi có một cái nữa, nó ngồi nó chéo cái đầu, cái chân trên cái đầu gối. Cái đó có khi gọi là tam không. Tam không là gì? Không thấy, không nghe, không nói. Không thấy, không nghe, không nói. Mà mình không thấy, không nghe, không nói không có nghĩa là mình thờ ơ. Nhưng mà không nói những gì không cần nói, không thấy những gì không cần thiết thấy, và không nghe những gì không cần thiết nghe. Vì đã đến lúc mình cũng phải cần xả bớt. Thành ra mỗi cái thời là mình thiền quán một cái mức độ. Còn trẻ phải phấn đấu, phải làm việc, thì trong lúc mình phấn đấu làm việc cũng có tham thiền của lúc phấn đấu làm việc. Ở cái tuổi sồn sồn, khi bắt đầu mà bắt đầu là mình lớn tuổi chút rồi, thì tự nhiên cái thiền quán mình nó sâu sắc hơn một chút, và mình có thể mình nhẹ nhàng hơn mọi việc một chút. Đến khi già rồi thì sự buông xả của mình nó còn cao hơn nữa, bởi mình thấy bây giờ có muốn cũng không được, có ráng cũng không được. Nói một câu khác là lực bất tùng tâm. Mà khi lực lá bất tùng tâm thì mình có gì nắm gì chặt. Cho nên thiền quán của mình mỗi ngày nó cao lên dần theo cái tuổi của mình. Bởi vì bây giờ mình thấy đời, hiểu đời, và chúng ta buông xả nó dễ. Nhờ cái thấy, cái hiểu của mình. Cho nên như vậy gọi là tham thiền, quán chiếu. Thì qua cái câu hỏi đó thì Pháp Hòa nói hơi nhiều một chút để đại chúng có thêm những cái chi tiết làm sao mình ứng dụng cái sự quán chiếu tham thiền của mình trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Rồi, có ai có câu hỏi nào khác không? Hỏi đi con. Con xây xuống. Tại sao ông Mân Phật ở bên mặc áo màu vàng, màu cam, màu nâu dưới màu xám gì? Dưới mỗi màu có ý gì? Nhưng mà con hỏi vậy con có ý gì? Con có ý muốn mặc giống thầy phải không?
Quý vị hiểu câu hỏi của em ha, của cháu. Hỏi tại sao các thầy mặc màu lam, màu nâu, màu cam, và mỗi màu như vậy có cái ý gì? Mà khi hỏi như vậy là nó có ý gì rồi đó. Nó có ý là nó muốn mặc á. Quý vị có thắc mắc giống em không? Có thắc mắc làm sao quý thầy mặc nâu, mặc lam, mặc vàng không? Tại vì đâu có màu nào khác. Thưa đại chúng, là trong Phật giáo á, luôn luôn nhắc nhở chúng ta cái sự thành công trong sự nghiệp đời cũng như đạo không có gì quý cho bằng cái sức nhẫn nại của mình. Màu lam á cũng là màu đất, nhưng mà đất non. Màu nâu á cũng là đất mà đất già. Thường thường mà đất non thì cái màu nó xám, đất già thì màu nó nâu. Cái màu vàng á cũng là tượng trưng cho màu đất. Thì nói chung lại là màu lam, màu nâu hay màu vàng đều tượng trưng cho màu của đất. Bởi vì màu đất biểu tượng cho sự cứng chắc, sâu dày và chấp nhận. Mình đổ nước sạch xuống đất, đất cũng nhận. Mình đổ nước dơ xuống đất, đất cũng nhận. Người tu mình cũng vậy. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được. Tại vì, và quý vị thấy không có cái gì xây dựng mà không nương vào đất. Cái gì muốn xây dựng phải nền tảng là đất. Muốn trồng trọt phải trồng từ ở dưới lòng đất. Vậy thì đất này tượng trưng cho gì? Tâm của mình. Nếu cái tâm của mình sâu dày cứng chắc thì khen chê vinh nhục chuyện bình thường. Phật tử mặc màu lam là tượng trưng cho cái nhẫn mình còn non. Đến khi nào mà mình đến cái nhẫn lực nâu đó, nghĩa là cái đất của mình là cái sức nhẫn nó dày dặn. Nó còn mang ý nghĩa nữa là màu lam á là tượng trưng cho màu khói. Cho nên mình mặc cái áo lam lên thì nhắc nhở mình tâm tư mình phải nhẹ nhàng, thanh thoát như là màu khói hương. Nhưng ngược lại, nếu mình để tâm tư mình trì trệ nặng nề như tro thì nó sẽ rớt xuống. Quý vị nhìn cái hương á, tro nó cũng màu lam vậy, màu xám vậy. Nhưng mà hễ nó nặng thì nó rơi xuống, mà nó nhẹ thì nó bay lên. Khói hương thì bay lên, mà tro thì rơi xuống. Cho nên nhắc nhở mình, nếu mình để cho tâm mình thánh thoát nhẹ nhàng thì mình như khói hương thanh thoát. Còn việc gì mình cũng nặng nề chấp trước thì mình như là cái tro hương nó rớt xuống vậy. Còn màu lam, màu nâu hay là màu vàng đều tượng trưng cho đất. Đất là cái nền tảng của mọi sự xây dựng, mọi sự trồng trọt. Cho nên đó, người nào mà tâm họ không tốt, cái anh đó coi vậy mà cái tâm địa không có tốt, cái cô đó tâm địa rất là tốt. Vì cái tâm là tượng trưng cho đất, cho nên gọi là tâm địa. Mà quý vị để ý coi, cái gì mình cũng chứa trong tâm, tốt, xấu, nên, dở, đẹp, hay, cái tâm mình nó chứa quá chừng những cái chủng tử, những cái hạt giống. Mà nếu mình khéo thì mình tưới cái chủng tử tốt, mình không khéo thì mình tưới những cái chủng tử không tốt. Đó. Cho nên quý vị thấy không? Mỗi lần mình trồng gì là mình phải đi kiếm đất tốt, mình trồng cây. Biết chỗ đó không tốt thì phải pha thêm, làm sao cho đất nó tốt, rồi phải tưới tẩm để cho hạt giống nó lên. Thì tâm của mình cũng vậy. Hễ chỗ nào mà nó hoang vu mà mình muốn khai khẩn, muốn xây cất là bắt trước hết, việc đầu tiên là phải dẹp những cái cỏ cây hoang vu, những cây gai, những gốc rễ đó sạch sẽ rồi mới có thể trồng trọt xây cất được. Cũng như thế, tâm mình
nó còn nhiều cái hoang vu nghi ngờ. À, cho nên mình dẹp sạch được cái đó thì muôn hạt giống lành nó sanh lên. Cho nên người tu của ta không cái gì ngoài cái sự tu tâm. Mà tu tâm theo Phật giáo là phải hiểu tâm mình, biết tâm mình, hằng ngày mới chỉnh sửa được. Chứ không phải quan niệm đơn thuần như câu nói của người ta thường nói, tôi không đi chùa ăn chay vậy, tôi tu tâm. Nói đơn giản vậy thôi mà hỏi tâm là gì không biết. Thật ra đạo Phật là đạo tu tâm, vì giúp cho con người. Bởi vì quý vị thấy không, việc lành á, nó cũng xuất phát từ tâm, mà việc ác nó cũng xuất phát từ tâm. Hễ tâm của người ác là làm việc ác, tâm của người thiện thì làm việc thiện. Mà đâu, tất cả đạo giáo đều muốn luyện cho tâm con người lành thiện. Thế là tu tâm là một quá trình, chứ đâu phải là một cái câu nói đơn giản là tôi không cần ăn chay niệm Phật gì hết, tôi tu tâm. Nhưng mà muốn tu tâm là tu cao dữ lắm đó, chứ không phải không tu đâu. Mà muốn trước khi mà luyện cái tâm đó, phải hiểu cái tâm mình, nó đang như thế nào mà mình có thể tu được nó. Không hiểu được tâm, sao tu tâm? Không biết xe mình hư cái gì, làm sao sửa xe? Không biết nhà mình bị cái gì mà dột thì làm sao được? Muốn biết, muốn sửa nó, trước hết phải biết nó hư cái gì. Thì tu tâm, sửa tâm cũng vậy. Phải biết tâm mình như thế nào thì mới chỉnh sửa được. Cho nên hằng ngày phải quán chiếu cái tâm, phải nhìn lại tâm mình để mới biết được tâm mình đang ở như thế nào. Pháp Hòa ví dụ, tâm mình còn ganh tị, mặc dù mình nghe một người bạn nó làm việc đó, mình khởi cái tâm hơi ganh, mình không cần nói cho ai biết hết á, tự mình quán chiếu coi, mình nghe cái người bạn mình được như vậy, cái tâm mình đã như thế nào trong giây phút đó. Tôi còn chút hơi ganh, à, tôi thấy người khác sao mà đến với người đó như thế nọ thế kia, tôi hơi ganh đó. Mình biết thôi, mình biết để tự mình chỉnh sửa mình thôi. Cho nên á, quý vị thấy cách ngồi thiền không? Lúc nào ngồi thiền á, con mắt mình phải nhìn xuống như nè. Chứ không ai ngồi thiền mắt mở lên vậy đó. Ngồi thiền là phải nhìn. Vì khi nào mình trở về với mình nhìn lại mình, đó là thiền. Cho nên ngồi thiền là ngồi yên nhìn lại. Con mắt mình ngó xuống là biểu tượng trở về với cái tâm của mình. À. Các vị Bồ Tát, các vị Phật lúc nào cũng ngồi thiền xuống. Nhưng mà ngược lại, các ông thần, mấy ông thần ở trong chùa mà mình thờ, mắt cũng trợn không? Trợn dữ lắm. Bởi vì trước khi anh vô cửa chùa đó, và trước khi anh vô cửa chùa đó, con mắt đó giúp cho anh nhiếp phục lại. Mới đầu mình đi, ngó trời, ngó đất lắm. Phải không? Bước qua thấy cái ông này ứng qua, thôi, xuống. Có không? Đó. Hay lắm. Và con người mình mà khi mà anh bước, trước khi mà anh vô đó, thường thường là mình hay cái kiểu như là mình ngó lên vậy nè. Đó, nhưng mà hãy mình xoay qua mình thấy một cái ông đóng trợn mắt cũng nhìn thấy sợ quá, tự nhiên cúi đầu đi lẻn lẻn vô trong. Không sao đâu con. Con qua được cửa này thấy ông Phật Di Lặc ngồi cười ngoài đó. Con thấy Đức Quan Âm Từ Bi đang đứng ở trước cửa đó. Cho nên cái chùa của người Hoa đó, à, bốn phía là bốn ông thiên vương, gọi là tứ đại thiên vương, à, đông tây nam bắc là tứ đại thiên vương. Ông nào mắt mũi trợn dữ lắm, à, rồi giữa để Phật Di Lặc, ở sau để ông hộ pháp. Đó là phong cách thờ của chùa người Hoa đó. Trước khi vô chánh điện là phải đi qua cái điện thiên vương trước, gọi là thiên vương điện. Phật Di Lặc ngồi giữa, ở sau tượng hộ pháp. Bốn góc có bốn ông thiên vương. Bốn ông thiên vương, bốn phía trừng mắt nhiếp tâm nghe, hoan hỷ nghe. Anh mà nhiếp tâm được rồi, anh hoan hỷ rồi, anh muốn hộ pháp được. Anh không hoan hỷ, anh sách giỏi về lẹ lắm. Ông hộ pháp đứng sao. Còn chùa Việt Nam á, bước vô thì cũng có thiên vương vậy, nhưng mà đa số sân chùa là có Đức Quan Âm. Đức Quan Âm á, đứng bắt ấn. Ấn này gọi là ấn gì? Ấn cát tường. Trên tay cầm bình nước. Trên cái ấn này để vô thêm nhành dương nữa. Hay là đôi khi để nhành dương trong cái bình nước.
anh đi vô chùa rồi, anh tu tập rồi, anh làm công quả rồi, anh tu rồi, nhớ thứ nhất khởi tâm từ bi, biểu tượng Đức Quan Âm. Thứ hai phải nhẫn nhục, biểu tượng của bình tịnh thủy. Thứ ba phải uyển chuyển, đừng có cứng nhắc, phải uyển chuyển, phải mềm mỏng, dành dương của Đức Quan Âm. Anh đủ ba yếu tố đó, từ bi, nhẫn nhục, uyển chuyển, anh vô chùa anh làm chết bỏ, làm hoài cũng sao hết. Còn anh cứng nhắc, không uyển chuyển, không từ bi gì hết, mùng 3, mùng 7 anh xách giỏ anh về, bị được năn nỉ nhiều quá anh xách vô lại, tới mùng 10 anh đi tiếp. Vậy trả lời được con chưa? Này nghi ai suối nó lên nói. Dạ mời chú. Kính thưa thầy Pháp Hoa và kính thưa quý vị, nghe thầy giảng này giờ rất là hay. Trực có một cái câu hỏi muốn nhờ thầy giải thích, và hai cái chữ mà trực muốn hỏi nó liên quan đến cái đời sống của nhân loại. Thưa quý vị, đó là hai chữ hạnh phúc. Thì thưa thầy, với cái sự am hiểu thông tuệ của thầy, thầy là một người chân tu, thầy có thể giải thích thêm cho đại chúng cũng như con có thể biết được hai chữ hạnh phúc như thế nào trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị. Cảm ơn chú. Đức Phật có nói á, there is no way to happiness. Happiness is the way. Mình thật sự ra đó, hạnh phúc á là những gì chúng ta đang có. Cho nên nếu mà ngồi mà định nghĩa hạnh phúc không cùng tận, không cùng tận. Ví dụ một cái người công danh sự nghiệp đi, thì họ sẽ định nghĩa hạnh phúc của họ là thành công trong sự nghiệp, gia đình đầm ấm, con cháu ngoan hiền, được có nhân viên trung thành tốt vậy đó. Rồi ví dụ như ông thầy tu cũng định nghĩa hạnh phúc của ông thì ông không nói vậy được. Ông nói hạnh phúc của tôi không phải là cái chùa bự, không phải là Phật tử đông, mà hạnh phúc của tôi là mỗi ngày tôi được sống trong giáo pháp của Thế Tôn. Cho nên hạnh phúc nói không cùng không tận, bởi vì quan trọng là mình có được chánh niệm để nhận ra hạnh phúc. Ngày xưa Tổ Đạt Ma đó, trước khi ngài đi tu á, ngài là một vị thái tử. Thì một hôm á, Tổ Bát Nhã Đa La đến hoàng cung thăm hoàng tộc, thì cho mời ba thái tử ra để Tổ Bát Nhã Đa La gặp. Thì trong đó có Tổ Đạt Ma trước khi đi tu. Thì ngài mới hỏi á, trên đời này cái gì quý nhất? Thế thì người thái tử thứ nhất trả lời là ngôi vị quan quyền, ngôi vị vua đó là quý nhất. Người thái tử thứ hai mới nói á, cái viên kim cương là quý nhất. Thì vậy thái tử thứ ba là Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài trả lời là trên đời này trí tuệ quý nhất. Bởi vì nếu không có trí tuệ thì làm sao anh nhận biết được cái này là ngôi vua, cái này là viên ngọc. Như vậy thì cái những cái quý giá nó đang trước mặt mình đây, nhưng nếu không có trí tuệ thì không thể nào nhận diện được. Đó. Trên đời này có phone mà không biết tắt là quý nhất. Không, thì Pháp Hòa thưa với chú á, là quý đại chúng là mình nhớ là thật ra hạnh phúc nó bàn bạc trong cuộc sống này. Cái quan trọng là mình, ví dụ như giờ phút mình ngồi đây nè, hạnh phúc nè, không cần phải nói gì hết á. Thế là hạnh phúc. Đối với Pháp Hòa là hạnh phúc là gì? Đi tới phi trường có người đón là hạnh phúc. Cho chỗ ở là hạnh phúc, cho ăn cơm là hạnh phúc, tới giờ đi giảng có người chở đi là hạnh phúc. Ví dụ vậy. Cho nên hạnh phúc muôn cùng, nói không cùng không tận, chỉ cần có chánh niệm là mình nhận ra hạnh phúc. Hồi nãy ngồi ăn cơm á, bà ba hả, bà ba đó nói cái tai tôi đau, thôi tôi mệt quá tôi đi vô nghỉ.
Mới vừa thấy đỡ bà đi vô, Pháp Hòa ra tới đây là thấy bà ra ngồi đây rồi. Thì trong bụng mình nói mình hạnh phúc ghê á. Bà định đi nghỉ rồi mà nghe mình ra đây nói chuyện, bà lại chịu khó bà ra bà ngồi đây nữa. Mình còn trẻ mình ngồi đây được là mình nói mình hạnh phúc. Nhưng mà thiệt sự cái hạnh phúc lớn hơn nữa, một người tuổi gấp đôi mình mà chịu ngồi đây với mình là hạnh phúc. À, bây giờ á, trước khi mà mình nói hạnh phúc, qua hát cho đại chúng nghe bài hạnh phúc. Là quý vị mới thấy là hạnh phúc làm sao trong cuộc sống người tu. Thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Để quý vị thấy được hạnh phúc không? There is no way to happiness. Happiness is the way. Không có con đường nào dẫn tới hạnh phúc hết. Hạnh phúc chính là con đường. Nghĩa là mình quan trọng mình giây phút nào mình nhận được. Ví dụ như quý bác nè, 80 tuổi rồi mà còn mỗi ngày ăn được một chén cơm, đi đứng còn tốt, tinh thần còn minh mẫn, đối với quý bác trong lúc này hạnh phúc nhất. Tiền bạc cái gì cũng không bằng sức khỏe. Thì đối với một người già lúc này là được như vậy là hạnh phúc. Còn đối với người trẻ, đi làm, có sự nghiệp là hạnh phúc. Nhưng mà đối với một người đang đổ vỡ hạnh phúc gia đình thì họ nói rằng tôi ước gia đình tôi đầm ấm là hạnh phúc nhất. Phải vậy không? Cho nên hạnh phúc muôn trùng bàn bạc trong cuộc sống, và tùy theo mình ở trong một cái góc độ nào mình nhận ra hạnh phúc. Và Đức Phật cũng nói biết đủ là hạnh phúc. Người không biết đủ dù tình cảm hay vật chất vẫn đau khổ như thường. Cho nên ngày xưa trong kinh mới có câu tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm đất vẫn thấy vui, người không biết đủ ở thiên đường vẫn không hạnh phúc. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên quý vị thấy không, mỗi người sẽ định nghĩa hạnh phúc khác nhau hết. Dạ. Yeah.